Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Người tốt vẫn luôn hiện hữu quanh ta và tại đất nước Bulgaria có một người đàn ông tốt bụng đến nỗi được người dân xưng là thánh. Suốt nhiều năm cho đến tận lúc cuối đời, người đàn ông này đã đi lang thang khắp nơi để xin tiền nhưng không phải để cho bản thân mà để làm một hành động cao thượng hơn nhiều. Bản thân là một người già, nghèo khổ và bệnh tật nhưng người đàn ông này vẫn làm một điều khiến ai cũng cảm phục, đến nỗi ông được xưng là thánh của làng Bailovo. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Người đàn ông ấy có tên là Dobri Dobrev, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1914, mất ngày 13 tháng 2 năm 2018. Ông sinh ra tại làng Bailovo, gần thủ đô Sofia, Bulgaria. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, một quả bom đã rơi xuống ngôi làng nơi ông Dobri sinh sống. Mặc dù giữ được tính mạng, nhưng kể từ đó, ông Dobri bị mất đi thính giác. Thực chất, ông không phải người vô gia cư. Ông kết hôn vào năm 1940, có 4 người con. Tuy nhiên, 2 trong số đó mất sớm. 2 người con còn lại của ông Dobri thỉnh thoảng cũng chu cấp cho bố, nhưng chẳng đáng là bao nhiêu. Ông Dobri một mình sống trong căn nhà nhỏ xíu lụp xụp, không có đồ đạc gì giá trị. Ông quyết định quyên tặng toàn bộ đồ đạc trong nhà cho nhà thờ. Chính điều này khiến ông bị các con ghét bỏ. Không rõ từ lúc nào, bất kể ngày nắng, ngày mưa, gió rét, mưa bão, ông đều đi bộ khoảng 24 km từ nhà đến thủ đô Sofia, ngồi trước nhà thờ Saint Alexander Nevsky để xin tiền. Hầu hết số tiền kiếm được từ việc ăn xin, ông không hề dùng cho bản thân mình mà dùng để quyên góp cho hoạt động từ thiện. Về phía bản thân mình, ông chỉ sống dựa vào khoản tiền trợ cấp ít ỏi 100 đô la Mỹ, hơn 2,3 triệu theo tỷ giá hiện nay của nhà nước mỗi tháng và những món đồ mà người khác thường tình đem cho. Trong ngôi nhà nhỏ bé của ông Dobri chỉ có chiếc giường là vững chãi, nhưng ông thích ngủ dưới đất hơn. Người ta thấy đồ ăn của ông chỉ có một mẩu bánh mì, một miếng khoai tây, rõ ràng là không đủ cho bữa ăn, nhưng ông lại nói rằng thế là đủ cho một ngày. Cứ như vậy, hình ảnh thánh ăn xin ngồi trước nhà thờ trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Cụ ông Dobri, râu tóc bạc phơ, che gần hết gương mặt, mặc trên người bộ quần áo rách rưới, đôi giày mòn nát, khắc khổ, bẩn thỉu, nhưng đôi mắt chứa đầy sự yêu thương nhân hậu. Người ta có thể cảm thấy hơi sợ hãi khi lần đầu nhìn ông, nhưng chỉ cần một lần tiếp xúc nói chuyện, ai cũng cảm thấy yêu quý người đàn ông này. Tâm sự trong bộ phim tài liệu có tên Meet sản xuất năm 2000, ông Dobri chia sẻ rằng, chân và thiện là hai điều tốt, chúng ta không được nối dõi, không ăn cắp, cũng không nên ngoại tình, hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Sau nhiều năm đi ăn xin, ông Dobri nhận được tổng cộng khoảng 60.000 nhân dân tệ, gần 1,4 tỷ. Toàn bộ số tiền ông quyên góp cho tổ chức từ thiện, nhà thờ, tu viện, trại trẻ mồ côi. Nhờ tấm lòng cao cả của ông Dobri, nhiều nhà thờ, tu viện được sửa chữa, duy trì, nhiều trẻ em mồ côi có đồ ăn cái mặc. Ông Dobri vẫn đi ăn xin tới tận những ngày cuối đời. Khi quá yếu không thể đi bộ được nữa, ông mới bắt xe buýt. Mọi người tại thủ đô Sofia đều biết đến ông Dobri là một người đàn ông trái tim thuần khiết, tấm lòng vị tha. Ngoài cái tên Thánh Xin Ăn, ông còn được người dân Bulgaria gọi là ông ngoại Dobri hay vị thánh của làng Bailovo. Câu chuyện về tấm lòng cao cả của người đàn ông khổ hạnh Dobri tại Bulgaria được cả thế giới biết đến và ca ngợi. Để bày tỏ sự yêu mến, kính trọng của người dân dành cho ông, họa sĩ đường phố Ernest Nasimo từ Uban, Croatia đã vẽ nên bức chân dung của ông lên bức tường cao 25 mét của khu nhà Hagi Dimita ở thủ đô Sofia. Bức vẽ nguyên vẹn tới tận bây giờ và là một trong những địa điểm được nhiều du khách tới thăm mỗi khi đặt chân tới Bulgaria. Năm 2015, một bộ phim có tên là Silent Angel, tạm dịch Thiên Thần Thinh Lặng, đã ra mắt, nội dung nói về cuộc đời của ông Dobri. Trong bộ phim, ông Dobri từng nói rằng những gì ông làm chỉ là để bù đắp tội lỗi lớn lao trong quá khứ và không có gì đáng ca ngợi. Năm 2018, cụ ông qua đời ở tuổi 104. Ngày ông ra đi, rất nhiều người dân khóc thương trước tấm lòng vĩ đại. Thi thể ông được lưu giữ tại nhà thờ Saint Cyril và Methodius thuộc làng Bailovo để người dân tưởng nhớ. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV, các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.